Thưa quý vị, du lịch Việt Nam nói chung, Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng đang thúc đẩy phân khúc khách quốc tế có chi tiêu cao và du lịch Gold được coi là sản phẩm thế mạnh. Với nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, đồng thời sở hữu 3 sân Gold, trong đó sân Gold The Plus Hồ Tràm nằm trong top 100 sân Gold đẹp nhất thế giới. Bà Rịa Vũng Tàu đang có những lợi thế để phát triển dòng sản phẩm này. Nhưng để du lịch Gold trở thành sản phẩm thế mạnh, có sức cạnh tranh cao, vẫn cần sự nỗ lực từ nhiều phía. Golf đang là môn thể thao được khách quốc tế ưa chuộng khi đến Việt Nam, nhất là với khách Hàn Quốc. Theo thống kê của Hiệp hội Du lịch Golf Việt Nam, 8 tháng đầu năm nay, riêng lượng khách Hàn Quốc sang Việt Nam chơi golf đạt gần 1,8 triệu lượt. Là địa danh du lịch nổi tiếng của cả nước, đặc biệt sở hữu sân golf The Blue Pool Tràm nằm trong top 100 sân golf đẹp nhất thế giới. Bà Rịa Vũng Tàu hiện thu hút khoảng 10% khách du lịch golf khi đến Việt Nam. Trong số gần 17.000 khách du lịch golf quốc tế đến Bà Rịa Vũng Tàu 8 tháng qua, có khoảng gần 70% lựa chọn trải nghiệm tại sân golf The Blue Pool Tràm và phần nhiều là du khách Hàn Quốc. Tôi thấy điều kiện cơ sở và chất lượng trên sân. Tôi nghĩ sắp tới tuyến mà đi Thái Lan hoặc Đông Nam Á, tôi nghĩ sẽ chuyển về Việt Nam. Đây là cơ hội cho Việt Nam phát triển. Là sân golf The Blue Pool Tràm tiếp tục nổi danh là một cái địa điểm hấp dẫn các cái golfer trên cả nước. Đó là một cái điều mà làm cho cái du lịch golf nó phát triển và cũng là cái điều kiện để hút khách du lịch về Bà Rịa Vũng Tàu. Dù du lịch golf là sản phẩm thu hút khách chi tiêu cao, nhưng để thu hút dòng khách này, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn đối mặt với những tồn tại hạn chế nhất định. Trong 3 sân golf đang hoạt động là The Blue Pool Tràm, Paradise và Sona de Gi, thì chỉ duy nhất sân golf The Blue Pool Tràm hồi đủ các tiêu chuẩn khắt khe để tổ chức các giải golf quốc gia quốc tế. Ngoài ra, do tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa có sân bay, nên việc kết nối với các hãng lữ hành để hình thành sản phẩm tour du lịch golf trọn gói cũng hạn chế. Chưa kể, giá thành chơi golf trên địa bàn tỉnh nói riêng, Việt Nam nói chung vẫn còn cao so với các nước Đông Nam Á, do thuế tiêu thụ đặc biệt đến 20%. Cũng rất là mong muốn là có những cái tháo gỡ trong việc thuế thu nhập, mà thuế tiêu thụ đặc biệt. Với lại một cái môn thể thao, môn golf và cũng tôi thấy như ở Thái Lan là họ coi đây là một cái ngành du lịch xanh và du lịch không khói và mang đến cái tiềm năng du lịch rất là lớn cho đất nước. Quan trọng nhất là sự quan tâm của tất cả các ban ngành trong tỉnh cũng như là sự hỗ trợ của các đối tác bên ngoài và sự hợp tác của các nhà đầu tư về sân golf thì cần phải có sự phối hợp của tất cả các bên đấy cộng với nỗ lực của Hiệp hội Golf Việt Nam thì tôi nghĩ rằng Bà Rịa Vũng Tàu sẽ rất có nhiều cơ hội để phát triển về du lịch golf. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam nói chung, Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng có đầy đủ tiềm năng và cơ hội để trở thành thiên đường golf của châu Á. Nếu được tháo gỡ những khó khăn về thuế, sự đầu tư bài bản đúng mức, có sự vào cuộc thực sự của ngành chức năng lẫn các đơn vị lữ hành.